Này, một cặp loa rất là khủng đến từ BMB, cặp loa bass 25 2 trep, một cái model huyền thoại rồi. Ai mà chơi karaoke lâu năm để biết cái model này, đó là CSV 450C. Thì cái con này sở hữu cho mình hai loa trep còi và một loa bass 25 nha. Loa này rất là to và nặng. Cái lưới của nó, bây giờ mình tháo lưới ra nha. Lưới này chúng ta phải tháo đều hai bên nha. Lưới nó chỉ che cái bát thôi, chứ không có che loa trép. Đó, bát 25. Loa này karaoke rất là hay luôn. Rồi mình tháo luôn cái bên này ra. Này, hai bát 25, hai trép còi, công suất 450W, trợ kháng 8 ohm. Công suất 500W nha. Mình nhầm 500W, mô đây là 450 nhưng mà công suất là 500W. Thế sao nó có cái nấm chỉnh thì chúng ta chỉnh cái tần số trép. Cái này nó gắn bắp chuối này. Thùng thì nói chung là tương đối, không phải là đẹp xuất sắc, cũng có vài chỗ simile nó hơi bị hở hở. Giá là 4.200.000, cặp loa rất là xịn sò. Bạn nào có nhu cầu hãy sớm gọi điện mình để sở hữu ngay cặp loa BMB CSV 450C này nhé. Bây giờ mình sẽ test nhạc luôn. Sâu cơn mê vẫn sâu.
qua cơn mê, sông cạn lại thành dòng suối về ngọn quê hương. Từng ngón tay em dài vun trọn cuộc tình đây, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim mãi bay đi muôn phương, đem về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành.